Xin chào bạn, hôm nay đại lý tôi xin giới thiệu bạn cái thanh trường sen tẩm ha. Nó có cái mã hiệu là TBW0101-5B. Cái thanh trường sen tẩm là cái thanh để gắn với cái tay sen. Chúng ta đối với cái vòi sen mà không phải là sen cây ấy, thì chúng ta sẽ trượt lên trượt xuống để chúng ta có thể phù hợp với chiều cao của từng người chúng ta tẩm. Nó phù hợp, nó tốt hơn là chúng ta có thể lắp cái gã sen. Thì tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta tham quan ra cái sản phẩm này nha. Ở cái thanh chuột sen này tương đối là cũng dài nên chúng ta thấy cái hộp của nó rất là dài nha bạn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái phiếu bảo hành. Tất cả sản phẩm Toto thì đều có phiếu bảo hành, trên đây có mã đều sản phẩm ha, được bảo hành 2 năm trong quá trình sử dụng. Ngoài ra nó còn một số giấy tờ khác kèm theo đây ha. Thì cái thanh trượt sen tẩm này thì nó cũng không có gì phức tạp lắm, thì nó chỉ có cái thanh trượt thôi, còn không có tay sen hay là gì hết. Đây là một số phụ kiện bên trong đây. Chúng ta lưu ý nó có sẽ có hai cái hộp phụ kiện nha, tôi cũng không tiện mở ra thì chúng ta xem nó phức tạp thêm. Thực ra cái này chính là hai cái chân để chúng ta lắp cái thanh chuột. Ngoài ra thì trong cái sản phẩm thì nó sẽ được đặt vị trí như này. Thì cái này cái thanh chuột này nó sẽ không có cái hai cái chuột vào đầu vì nó đang nằm ở trong cái hộp phụ kiện kia. Tôi sẽ xem qua cái này. Thì chất liệu chính của cái thanh chuột này vẫn là bằng đồng nha bạn. Chất liệu đồng mạ rôm. Còn cái vị trí trường này thì nó là bằng nhựa ha, lên xuống như này. Cái này bằng nhựa các bạn. Và nó có cái khóa, muốn mở ra thì khóa đi lên xuống. Thì cái thanh trường nó chỉ như thế này thôi. Thiết kế. Cái này thì nó bằng kim loại. Thì cái sản phẩm này cũng đang được cung cấp ở đại lý Toto của chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc là chúng tôi để một cái đường link và phần mô tả chi tiết, chúng ta xem giá bán, đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.